mùa lũ đã về trên những cánh đồng miền Tây Nam Bộ. Xã Dùng Biên Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tiếp giáp với nước bạn Campuchia, là một trong những địa phương đầu tiên đón dòng nước Son từ sông Mẹ Mekong về với nội đồng. Những ngày này, nước lũ đã ngập sâu hơn thước, cũng là lúc người làm nghề bà cậu đón mùa tôm cá. Chuyện làm ăn của bà con trong mùa nước rôm rã cả vùng quê. Từ 3-4 giờ sáng, đồng nước Phú Hội đã sáng đèn. Không kể gió mưa, sương lạnh, nhịp sống của người làm nghề đánh bắt thủy sản mùa lũ khởi động từ rất sớm. Người thì dở lợp cua, người đi thăm lưới, thăm câu. Nhưng nhiều nhất vẫn là đi đổ vớn đón cá linh non đầu mùa. Một đặc sản mùa nước nổi riêng có ở miền Tây Nam Bộ. Và gần một tháng nay thì nước đã về khắp các cánh đồng. Sở dĩ bà con ra đồng thiệt sớm là để kịp cân cá cho ghe đục, để đi bán chợ hoặc là cân cho mối lái. Và ở đây thì đa phần bà con sống bằng nghề ăn cá. Đối với những người có ruộng đất thì đây là nghề tăng thêm thu nhập trong mùa nước nổi. Còn đối với bà con ít đất sản xuất thì đây là thu nhập chính. Khi nước về đồng thì bà con sẽ ra đồng tranh thủ đặt vớn, giăng câu, thả lưới. Còn khi nước rút thì lại trở về sông để tiếp tục công việc đánh bắt của mình. Người làm nghề ăn cá như gia đình anh Phạm Văn Dìa và chị Nguyễn Thị Bé Sương chuyên đặt vớn luồng, một loại ngư cụ quen thuộc trên đồng nước dùng thượng nguồn sông Cửu Long. Cũng là hình thức đăng lưới để đổ vớn, nhưng nếu vớn miễn có kích thước nhỏ, ít chi phí đầu tư, hễ nước tới đâu thì phải dời vớn theo tới đó. Thì ngược lại, vớn luồng là ngư cụ được đặt cố định, bà con đăng lưới một lần là thu hoạch cho đến hết mùa nước. Trung bình với diện tích 10 hecta mặt nước, anh Dìa cắm gần 2.000 cây tràm để giữ lưới cố định. Thời điểm này, cá linh non là mặt hàng chính được thị trường tiêu thụ mạnh. Tuy vậy, sản lượng đánh bắt thì không biết chừng. Ngày nào trúng, anh chị thu được vài chục ký cá linh non, nhưng cũng có những hôm cá không chạy, nên cũng đành chịu lỗ tiền dầu. Chưa kể công thức khuya dậy sớm. Hồi rằm tháng 7 âm lịch, nước cuồn cuộn về đồng, dân thượng nguồn ai nấy đều mừng vui. Nhưng mùa lũ nay đã nhiều thay đổi, dân ăn cá chuyên nghiệp như anh Dìa, chị Sương cũng không đoán được. Nó lên bờ hầm, nó lên quá lên, xong bây giờ cũng sụt lại có 4 tấc nước, nó không biết đường đoán được đâu. Nước hiện nay cỡ này là chắc tầm mét chứ gì hả chị? Dạ, cỡ mét 2 ha. Cỡ này mặt cá nào chạy nhiều hả chị? Thường mỗi năm thì cá linh nó chạy nhiều hơn. Nước dài thì cá linh nó hơi bị hiếm, làm như nó không có được như mỗi năm. Thứ chị sớm cá nó lớn không kịp. Cá rô bí nè, có cá thiểu, cá chạch nữa hả? Rồi những cái con cá này chị lựa xong rồi sẽ được rộng như thế nào để mình bán cho người ta mà giữ được độ tươi sống hả chị? Dạ, cũng như mình lựa xong những con cá mà mình phân loại ra rồi cái mình để xuống như khoang nè. Khoang mình làm đục á, mình giữ cho con cá nó tươi rồi mình chở đi xa được á. Dạ, cá nó khỏe. Dạ, và thưa quý khán giả, trên đồng nước á, thì cái phương tiện ăn cá của bà con rất là quen thuộc, đó chính là những chiếc vỏ lãi được bà con thiết kế lại tạo thành những cái lồng có chứa nước bên trong, là bà con gọi đó là phần đục để giữ nước, giữ cá tươi sống. Mét đục bằng mặt lưới inox mình, mình kẹp vô, mình dọc mang cái linh vô nó sống á. Mang đó là 6 cái đục, chắc cỡ là 40-50 ký được cái linh đó. Xã Dùng Biên Phú Hội có gần 2.000 hecta đất nông nghiệp, được địa phương cho xả lũ đón phù sa.
Người dân từ lâu đã quen với nhịp sống 6 tháng nắng trồng lúa làm rẫy, 6 tháng mưa nước sơn về, chuyển sang làm nghề ăn cá. Đây là thời điểm bức tranh đồng quê ở miền Tây Nam Bộ có những nét chấm phá đặc sắc nhất. Khi đồng ruộng no nước, cũng là lúc bà con bắt đầu mùa đánh bắt cá tôm, mùa làm ăn sôi động nhất trong năm, là cơ hội để tăng thêm thu nhập. Năm nào mà được nước trúng cá thì coi như năm đó bà con ở thượng nguồn tích lũy được tiền để ăn Tết lớn. Trời dần về sáng, đồng nước càng thêm rộn ràng. Các ghe ăn cá đã gần như hoàn tất công việc thu hoạch để chở cá về cân cho thương lái. Ở Phú Hội, mùa nước còn đặc biệt ở chỗ hình thành nên chợ cá giữa đồng. Nơi này người dân địa phương quen gọi là chợ trên trời dưới nước. Giờ bà con đến đây mua bán bằng ghe xuồng tựa như chợ nổi. Chợ không có mái che, xung quanh là đồng nước. Người mua, người bán, giao dịch bằng phương tiện thủy là chủ yếu. Chủ các ghe đục đến neo đậu mua cá, hầu hết là người dân ở tại địa phương, quen bến chợ mùa nước mà tìm về. Chợ cá hình thành khi nước lên và chợ tan khi nước lũ rút. Ở đây không chỉ có những ghe đục chờ cân cá mà còn có những ghe bán nước uống nè, rồi đồ ăn sáng nữa, như chiếc vỏ lãi này đây là đang bán món bún cá đặc sản của An Giang. Mỗi ngày mình chuẩn bị nồi là được nhiêu tô chị? Nồi cũng được 4 tô. 4 giờ là chị nấu, thì sáng tới sáng chị đi vô đây. Không, ăn cỡ tới ngoài 9 giờ về. Có đổi món không? Chị anh chị em là nói bữa nay ngán rồi, nó ngán rồi mơ cũng đùm đổ món. Với lại mì hủ tiếu hoặc bánh mì đều đó. Cho em tô mì đi. Tô gì đây, mờ gàng. Tại mình đam mê vậy. Bữa nào không bán bữa đó buồn. Chợ quê, người bán người mua đều cùng là dân đồng nước, hưởng lợi từ sản vật thiên nhiên, lại thêm việc mưu sinh cực nhọc nên sống san sẻ cho nhau, trọng nghĩa trọng tình. Hàng hóa ở chợ giá cả bình dân, mỗi món ăn sáng đều đồng giá là 10.000 đồng một tô. Người chờ cân cá hay người đi đánh bắt về đều được lót dạ với món ăn nóng hổi. Cạnh đó, ghe cà phê sẵn sàng phục vụ ngay giữa đồng nước. Bến chợ là nơi neo đậu để bán buôn, nhưng cũng là chỗ gặp gỡ, trao đổi chuyện trò. Những cuộc giao thương thể hiện tính cách cởi mở, hào sảng của người miền Tây, mang đậm nét đặc trưng đời sống người dân nơi thượng nguồn, mùa nước nổi. Thương lái mua cá ở chợ này đều có thâm niên mấy chục năm, nghề cha truyền con nối. Có những ghe đục chỉ cần rặt mặt hàng cá linh. Nếu ở thời điểm tháng 7 đến giữa tháng 8 âm lịch là mùa cá linh non, thì từ cuối tháng 8 cho đến hết mùa nước nổi chuyển sang gọi là cá linh già, tức cá linh lớn hơn, chuyên dùng làm mắm. Cá linh non có cách phân loại rất thú vị. Đầu mùa nước, cá linh cỡ lòng 4, lòng 5, tức loại cá kích thước bằng đầu đũa. Rồi theo con nước, cá linh lớn dần sang lòng 6, lòng 7. Một cá linh non chỉ kéo dài chừng 1 tháng, đến giữa tháng 8 âm lịch, cá linh đạt kích cỡ lòng 9, lòng 10, hình dáng bằng ngón tay út. Đây cũng là thời điểm báo hiệu hết mùa cá linh non. Tùy theo như cá linh đục thì đi chắc khoảng tới lòng 8, lòng 9 là ngưng rồi. Rồi bước lên như lòng 10 rồi thì vô cá mắm rồi. Tại lúc đó cá nó mở không à. Năm đổ về Phú Hội năm nào cũng vui hết chứ. Nói chung là mỗi năm nào cũng vậy. Nó kiểu như là giờ nó gắn bó với nghề vậy.
Giờ nó theo hoài chứ giờ mình buông buông cũng không được nữa. Đã dính vô rồi sao buông được giờ? Thì phải theo luôn. Các ghe thu mua cá thường được gọi là ghe đục. Loại ghe chở hàng thiết kế có khoang chứa nước để rộng cá, tiện vận chuyển đi xa. Cá linh tươi còn sống, cần xong là thả ngay vào đục để giữ độ tươi sống khi về chợ. Từ đây, thương lái vận chuyển cá linh đi khắp các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Bà Hồ Thị nói, ngoài chuyện cân cá linh cho các tiểu thương ở chợ ra, còn thu mua những mặt hàng thủy sản mùa nước nổi như cá heo non, cá trê, cá lóc, vân vân. Những loại cá này còn non nên được bà giữ lại thả nuôi, chờ khi đến Tết cá lớn bán được giá cao hơn. 30 năm gắn bó ở chợ cá đồng này, bà Hồ Thị nói và các hộ làm nghề ăn cá thân thuộc như người trong nhà. Nghề thương lái cũng cần đầu tư lớn. Vừa qua Tết, ai nấy đều phải chuẩn bị vốn ứng trước cho các ghe câu, ghe lưới, cũng là chi phí đầu tư ban đầu của người làm nghề ăn cá. Nước về thì ra đồng thu hoạch cá tôm bán lại cho thương lái để trừ dần. Xong mùa nước, trả hết chi phí, còn dư bao nhiêu, bà con lo cho gia đình con cái. Chim nước chạy vô đây căng vậy đó, người ta lỡ như mình xèo xèo vậy đó, người vô bến mình đậu đây căng đây. Rồi chút trưa 10 giờ mình về vậy đó. Muốn xuồng cho mình được 40 triệu cho mượn 40 triệu. Chục xuồng 400 mà. Người ta sắm lưới, sắm xuồng, sắm máy gì kệ người ta. Rồi vụ cái anh trả đi. Tình yêu nghề mình cũng dáng yêu nghề. Chứ còn bữa đặng bữa thắt. Chứ không phải mà đặng hết, mà phải tắt hết. Cũng như mình bằng vui vẻ mình cứ có vẻ mình làm hoài vậy. Năm nay con nước lũ lên cao, lên sớm nên các cánh đồng ven biên ở Phú Hội rộn ràng tiếng nói cười, sôi động câu chuyện cá mắm. Cho dù con nước về sớm hay muộn, lũ cao hay thấp, thì người dân miệt thượng nguồn vẫn vẹn nguyên tình yêu với đồng nước mênh mông, làm nên nhịp sống mùa nước rôm rã. Thông thường mùa lũ kéo dài chừng hơn 3 tháng, nhưng cũng có năm nước lũ rút nhanh, chưa đầy 2 tháng đã cạn đồng. Vậy nhưng, những chiếc ghe máy, ghe đục cứ miệt mài theo từng con nước, hình thành nên những xóm vớn, xóm lưới, xóm câu hay những bến chợ cá đồng thân thuộc. Khi con nước lũ về thất thường, cá tôm ngày một ít, bà con miệt thượng nguồn có những cách xoay trở riêng để gia tăng thu nhập. Như gia đình anh Dìa và chị Sương, tranh thủ những thửa đất cao, nước chưa lên kịp thì xả thêm cây mè. Trung bình, mỗi vụ mè chỉ mất khoảng 2 tháng rưỡi. Thời điểm này, khi nước đã về đồng, cũng là lúc gia đình anh chị thu hoạch mè ở những đồng rẫy quanh nhà. Vậy là anh chị vừa trồng lúa, vừa làm rẫy, vừa tranh thủ tối đến đi đổ vớn. Gia đình đa dạng nguồn thu nhập và không phụ thuộc hoàn toàn vào từng mùa nước. Bằng rồi vụ lúa rồi là hoặc bắp rồi đó chị, là mình nước con nước nó về ai cũng tranh thủ, ai cũng sẽ có mỗi một cái nghề. Như đặt cửa ngục có nè, cua lập tôm đầy đủ hết. Nghề gì cũng có, đặt lập cá lóc. Nghề con cá mỗi người mỗi sở thích. Nước lũ về sớm ở thành thử ra là cũng kiếm sống như mùa nước này với chị, sống qua ngày. Nhiều người nói vui, mùa lũ miền Tây là mùa lũ đẹp, bởi con nước son ngậm đỏ phù sa mang cá tôm về với nội đồng, giúp đất đai được bồi đắp phù sa, chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân kế tiếp. Người nông dân mùa nước thì rảnh tay dựt đồng áng, nên hầu như nhà nào cũng bận rộn chuyện sắm sửa ngư cụ để làm nghề ăn cá. Sản vật mùa nước đa dạng, mang đến cơ hội việc làm cho người ở quê. Mỗi bến sông, mỗi góc hiên nhà trở thành những bến cua, bến cá hay bến ốc,
bà con chầm sớm cũng có thêm nhiều cơ hội việc làm. Như bến cua nhà chị Dương Thị Dệt, 5 giờ sáng đã có nhân công đến phân loại. Đây cũng là nơi tập kết cua để các xe hàng đến thu mua vận chuyển đi các chợ đầu mối. Chỉ riêng bến cua, nhà chị Dệt mỗi ngày cung ứng ra thị trường gần 1 tấn cua đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động nông nhàn tại địa phương. Ở đầu tháng 6 cân dẫn cho tới tháng 12 là dứt điểm. Lựa ra là phần đi chợ, phần đi Hà Nội, phần xé đóng thùng đi. Nói chung thì Bình Điền với Vũng Tàu, còn một số thì đi Hà Nội. Mong cho nó có nước với cho bà con ta được thổ nguyện vô đồng để làm, đang có đồng ngăn đang ta sinh sống. Mình cũng có đồng ngăn mình sống luôn. Ngoài nhân công phân loại, còn có người phụ trách việc sơ chế cua đồng. Đây đều là những công việc khá nhẹ nhàng, phù hợp với chị em phụ nữ. Như bà Lê Thị Phường, ngày thường bà đi làm cỏ hay thu hoạch bắp thuê, nhưng đến mùa nước bà lại có mặt ở bến sông này để tách cua, có thêm đồng ra đồng vào. Rồi bắt đầu mình đặt cái yếm nó dưới này nữa nè, vì này đăng ký 3.000 nè. Tới chiều mình căng được nhiêu, mình cộng được nhiêu ký, mình lấy tiền nhiêu ký. 30 ký không chừng, 30 mấy ký không chừng, ai làm giỏi thì được nhiều. Đa phần cá linh non được bà con cân cho thương lái để phân phối đi các chợ. Riêng với bạn trẻ Nguyễn Thị Như Ý thì lại có cách làm mới. Thấy được tiềm năng của đặc sản cá linh non, Như Ý bắt đầu quảng bá món ngon của quê mình qua các mạng xã hội, nhận đơn hàng cung ứng cá linh non đi khắp các nơi. Việc kinh doanh này còn tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều chị em trong xóm với công đoạn sơ chế cá linh non. Mà ở đây sao chị thấy không đem lên làm lượt luôn mà phải chia từng rổ nhỏ vậy ha? Chị đem lên hết thì nó chết đó chị. Nó thiếu oxy, nó lên khỏi bờ, nó thiếu oxy khoảng 10 phút là nó chết rồi. Còn mình đem lên ít vậy là mình dập đá, con cá nó tư rồi. Mình chỉ có công việc là làm sạch cái phần bụng của cá thôi ha. Dạ đúng rồi. Mình đúng có đếm được là nhiêu con vô ký không? Dạ không chị, cái này là mình nặn xong rồi mình căng vô một bịch gì là nửa ký lô cho người ta vậy đó. Chứ mình không có đếm. Người á, nhà người ta ăn ít, nửa ký người ta sẽ dễ ăn hơn, một ký thì người ta ăn không hết. Ở đây thì mỗi lần mà mình có đơn hàng thì mình kêu bà con phụ mình sao ý? Dạ, mình là như là đơn hàng buổi tối có đi, là mình chốt đơn, số lượng nhiều hay ít đó là mình sẽ kêu mấy cô chú, mấy bác ở xóm nè, tranh thủ lợi xóm nặng. Rồi mình tính công cho mọi người sao em? Dạ, bây giờ hiện tại là đang nặng là 30.000 ký. Cái đơn mình đi đâu là nhiều hay ý? Em đi Long Xuyên, nhà Cần Thơ, Đồng Nai với Bình Dương. Thì mình phải đóng hàng đi như thế nào để giữ cho được cá tươi? Em vô bịch nửa ký xong mà mình sắp vô từng bịch vô thùng này nè, cái mình đóng nước đá. Một mùa nước mới lại về, người dân nơi đồng nước Phú Hội tất bật với câu chuyện làm ăn. Sờ những chuyến ra đồng sương lạnh là sự ấm áp của bữa cơm gia đình. Sinh kế mùa nước nổi của người làm nghề bà cậu, bữa trúng bữa thất, nhưng người đồng nước ai nấy đều vui và mong chờ. Những con nước tràn đồng ở thượng nguồn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An còn làm nên cảnh sắc mới lạ, thu hút du khách yêu thích du lịch, khám phá thiên nhiên tươi đẹp đồng bằng sông Cửu Long. Đây còn là thời điểm phù hợp để du khách tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ, hào sản, hiếu khách.